Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề đã khá là lâu rồi thì mình chưa làm cho video các bạn. Đó chính là ngôi làng kỳ lạ. Vâng, thế thì ngôi làng kỳ lạ của chúng ta trong ngày hôm nay nó sẽ có cái gì? Thì anh em hãy cùng theo dõi trận thi đấu này. Một trận thi đấu mà khi các bạn nhìn vào con mỏ chim này thì chờ chút xíu thì các bạn sẽ thấy nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng đến cái phút mà khoảng hết phút thứ 2 ấy, sang phút còn một phút mấy nữa ấy, thì con đại bàng này lăn ra có vấn đề. Tức là nó vẫn sáng lên, nó không phải kiểu hết đạn mà lại không bắn được. À, hay thế chứ này. Vâng, nói chung là cực kỳ kỳ lạ luôn. Vâng, tôi chưa gặp một trường hợp nào như thế cả. Bởi vì nếu mà mỏ chim nó hết đạn thì là nó khác, là nó sẽ không phát sáng ở cái khu vực mà cái nòng này đang dương lên nữa. Đây, chuẩn bị nha. Đây, đây là nó vẫn đang chiếu lên. Đấy, nó hết chiếu rồi. Vâng, nó đang định target, đang định hướng bắn vào mấy con rồng kia. Và bây giờ thì không thấy nó bắn nữa các bạn ạ. Đây, nghe thấy không? Nó chỉ có cái chiếu này lên thôi. Rất vô lý luôn. Vâng, cực kỳ kỳ lạ luôn. Đến từ bạn Itchua hay là gì, Clan Bon John gì đây. Đây anh bạn này. Bình thường thì nếu mà trong cái giai đoạn này là nó sẽ bắn đạn ra. Vâng, đang chiếu lên như vậy là nó sẽ bắn đạn ra. Còn nếu mà nó hết dầu thì cái chỗ mà nó phóng lên này không phát sáng được. Nhưng đây mà cái tia phát sáng nó vẫn lên cơ. Cực kỳ ảo diệu luôn. À, cái trường hợp này thì tôi chơi COC bằng có lẽ là bao nhiêu? Có lẽ phải 6 năm rồi, tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. À, nếu các bạn nào gặp rồi thì vâng hãy chia sẻ cho mình, vâng comment ở phần bình luận phía dưới nó bị gì không? Hay là nó gặp bạn Ngọc, vâng Glenn, bạn và tôi đánh căng quá lại sợ, không dám bắn nữa. Vâng, chun hết cả chim rồi, chim thòi vào trong rồi. Đây các bạn này, nếu như cái X-Bow này nó hết đạn thì là nó sẽ phải khô như thế này, không còn dấu hiệu gì cả. Bên đây mỏ chim nó vẫn dương, kìa nòng pháo vẫn dương lên trời cao thế kia, mới cuối cùng lại không có đạn. Vâng, đánh đấm thế này là không được rồi bạn ạ. Vâng, quả này là nát luôn này. Vâng, súng ống thì nhìn rất là ngon nghẻ mà cuối cùng lại không có đạn. Thế này thì về làm sao bạn gái nó vui được, vợ làm sao nó vui được. Vâng, cu dẻo coi như hỏng là có thật. Chết thật các bạn. Vâng, súng ống thì đầy đủ, vâng, trang thiết bị thì có, vâng, cuối cùng lại lắp vào lại không có đạn. Và thanh niên này có đạn mà lại không bắn được, toàn đạn lép. Ôi giời, vâng, tôi không hiểu nổi đến từ bạn Itchua Itchel này luôn. Đấy. Vâng, nếu các bạn vâng biết được cái trường hợp này giải thích như thế nào thì anh em vâng comment phần bình luận cho mình cái. Chứ còn mình với mình ở đây là hiện tượng kỳ lạ rồi. Chúng ta hãy cùng thử xem một trận khác của bạn này nha. Đây. Đây nha, đây anh em xem quan sát mỏ chim nó bắn này. Chốc nữa bèm thêm trận nữa xem sao. Từ từ tôi nhanh phát này cho anh em xem nha. Mình phải đủ cơ số lính thì giống. Đây đây đây. Đây, các bạn để ý quan sát này. Khi mà nó bắn xong thì là nó không còn cái tia chính giữa phọt phọt lên nữa. Đây, chuẩn bị nào. Bắn xong chưa? Đấy. Mỗi khi nó chuẩn bị bắn là nó lại có cái tia đấy nữa các bạn. Ảo diệu thật. Ui rồi, quả này nát luôn rồi. Đấy. Thế mà cái kia nó lại bị ảo không thể hiểu được luôn. Vô lý nhờ anh em nhờ. Vâng, để khẳng định lại thì để tớ về tớ đánh một trận cho anh em xem. Vâng, ở cái cấp độ nhà của tớ nha. Thôi, nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng này hay là những cái gói ưu đãi trong cửa hàng hoặc gói gem thì cứ liên hệ mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể nha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển hàng, mình đánh trận cho. We'll be right back.
này, sang bên kia mà đánh nó đi. Ơ, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy con ạ. Úi trời, đấy các bạn thấy không? Vâng, goblin 3 bảo sao mà ăn không hết. Vâng, quên mất hồi chiều, vâng, sử dụng goblin 8 mắc cấp độ. Úi trời ơi, hèn gì mà ta thả mãi nó không được. Ăn đi em. Ôi trời ơi. Vâng, được cái nhà minh chứng rõ ràng cho anh em thì lại gặp goblin hết đạn. Đấy các bạn thấy không? Inferno thì nó tắt điện này, máy bắn đá tắt điện này, X-Bow tắt điện và đặc biệt là mỏ chim. Đấy. Ví dụ minh họa vâng, an toàn tuyệt đối, chính xác 100% cho anh em xem. Bây giờ tớ sẽ phải một cái này này. À, máu này. Rồi, anh em biết gì không? Ôi, đầu tư có mỗi mấy thằng này thôi. Rồi. Vâng, 8.000 dầu đen đấy. Hai cái mỏ này được nhiều. Bật skill lên. Ý. Gồng hết cho đại quân luôn này. Bịt con Royal Champion. Ô, bịt xịt à? Ôi thôi. Bịt gì không bịt. Ô, máy bắn đá cũng hết đạn luôn. Đấy. Đang tấn công được cái nhà mắc binh cho anh em. Cho mình nó biết được không thì mình thì cũng chịu rồi. Ôi trời. Vâng, ăn nốt cái mỏ chim rồi làm gì thì làm. Vâng, có ăn được cái đen không? Ăn được cái dầu đen không? Không, chắc là không dính dây ra đấy đâu. Không ăn kịp rồi. Đấy. Nhà hoang đầy đủ. 37% à? Thằng nãy giờ tưởng đánh được đủ 50. Ôi trời ơi. Thôi. Đây nên cái mỏ chim đang nâng nó cũng hình thù như thế này luôn. Và anh em nếu thấy thích video này của mình cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh nhá. Và nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng này, về mua gói ưu đãi này hoặc là gem thì cứ liên hệ mình hỗ trợ theo đúng đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. À, anh em nào cần về mẫu bay thì cứ vào website arcadygaming.com là có. Và đừng quên là mình vẫn live stream 8 giờ tối hàng ngày trên Facebook cũng như là YouTube nha. Mình đi đây. Bye bye.